điểm du lịch an toàn nhất cho phụ nữ của tạp chí Time Out là một ví dụ của thống kê nhảm. Trong một bài bình luận gần đây, tạp chí online Time Out đã chọn chính quốc gia là nơi an toàn nhất cho phụ nữ đi du lịch một mình. Đó là Sri Lanka, Bồ Đào Nha, Cộng Hòa Czech, Nhật, Guatemala, Việt Nam, Úc, Hy Lạp và New Zealand nhiều trang báo mạng đã tận dụng cơ hội để dịch và đăng tải. Các trang trên Facebook cũng háo hức chạy theo xu hướng. Cứ mỗi lần Việt Nam lọt vào danh sách nào đó, nó được coi là một cơ hội để phô trương. Mình cũng mừng khi được bạn bè quốc tế quảng bá và được biết đến. Nhưng chỉ cần tốn 5 phút đọc và suy ngẫm, bạn sẽ nhận ra vấn đề. Đây là ví dụ của thống kê nhảm. Nói chính xác hơn, đây không phải là thống kê bởi vì nó không có một sự thu thập dữ liệu nào. Theo đúng nghĩa, đây chỉ là một bài bình luận được viết bởi một cá nhân cho một tạp chí mạng. Bất cứ ai cũng có thể làm, mục đích là để giải trí và chia sẻ thông tin, chứ không nên được dùng để làm lời khen thật. Hãy tìm hiểu về Time Out và mô hình tạp chí mạng. Time Out là một tạp chí được thành lập vào năm 1968 ở London, Anh Quốc. Ngách của họ là du lịch và ẩm thực. Với hơn 3.5 triệu người đọc mỗi tháng, và doanh thu tầm 41 triệu đô mỗi năm. Họ được coi là một tạp chí tầm trung. Như bao tạp chí khác, doanh thu của họ đến từ quảng cáo, bài viết PR và thương mại điện tử. Tính đến năm 2022, họ có 450 nhân viên và mạng lưới cộng tác viên. Xét tổng quát, Time Out là một tạp chí có tiếng trong ngách du lịch. Nhưng tất cả nội dung của họ chỉ là quan điểm cá nhân của từng tác giả chứ không mang giá trị chính thức nào. Nếu đọc giải trí thì không có vấn đề gì, còn nếu dựa vào đó để tự hào thì sẽ là một sai lầm. Ví dụ tiêu biểu là trong bài gần nhất những nơi tốt nhất cho du khách nữ trong năm 2024, tác giả không hề nêu bất cứ thống kê nào về số lượng tội phạm hay chỉ số an toàn. Bất cứ một người nào có hiểu biết cũng sẽ hoài nghi khi thấy một nước đang phát triển như Sri Lanka đứng đầu về mặt an toàn thay vì Úc hay Nhật Bản. Để có cái nhìn tổng quát, bạn có thể dùng chỉ số tội phạm Crime Index. Sri Lanka đứng hạng 89 và Nhật đứng hạng 138, còn Việt Nam mình không rõ. Con số này cũng chỉ mang tính chất tham khảo chứ không phản ánh thực tế. Số lượng người bị sát hại trên 100.000 người Sri Lanka 3.43 và Nhật 0.7, một sự chênh lệch không nhỏ. Dễ hiểu, Sri Lanka gần đây đang gặp khủng hoảng kinh tế, cho nên không thể nào là một đất nước an toàn nhất được. Tác giả của bài viết, Go India Jane Trainer là một người viết độc lập chứ không phải là một viên chức của một cơ quan chính phủ. Cô ấy chỉ chia sẻ góc nhìn cá nhân để mọi người khám phá. Dựa vào một bài viết độc lập để tự hào, nó chỉ cho thấy bạn không có kỹ năng suy luận. Nó cũng không thay đổi và che giấu về thực trạng của ngành du lịch. An toàn là khi nào cầm điện thoại không sợ bị giật hay để xe ngoài đường không sợ bị trộm, chứ không phải là lọt vào top một nội dung nào đó, nhất là một bài thống kê nhảm. Ngày xưa đọc báo để có kiến thức, còn bây giờ phải có kiến thức mới đọc được báo.